Kính thưa chân linh hương hồn ông Dương Văn Cường, nay dương gian trời đã trở về chưa? Đoạn nhạc hiếu xin phép được kêu thay lạy đỡ cho vợ con cùng toàn thể anh em. Xin kính thỉnh chân linh hương hồn ông về hiến hưởng nguồn cơn. Và vì các con từ lúc các con còn tầm bé, cha ơi công cha đầy trời, công cha đầy non, công cha thì như ngày hôm nay cha mất chồng con. Cha ơi các con biết lấy gì báo đáp công lao, giờ này đây trời đã trưa rồi, người vợ cùng với các con các cháu cùng toàn thể anh em nội ngoại, có đông đủ anh em con cháu trong gia đình, xin kinh thỉnh chân linh hương hồn cha về cha lại lâm ơi ân hương. Nay người vợ cùng với các con các cháu cùng toàn thể anh em, Thái Nguyên tỉnh, Thái Nguyên thành phố, Túc Duyên phường, tổ dân phố số 4, cha ơi số nhà 39. Nay người vợ cùng với các con các cháu anh em xin kính thỉnh chân linh hương hồn cha là Dương Văn Cường, cha niên sinh 1961, cha lâm chung tử nạn lúc 19:42 ngày 19 tháng 12 năm 2022, tức ngày 26 tháng 11 năm Nhâm Dần, cha hưởng thọ 62 tuổi. Cha ơi bữa cơm trưa ngày hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2022, tức ngày 27 tháng 11 năm Nhâm Dần, hú ba hồn bảy phía, bảy phía ba hồn. Cha ơi giờ này cha còn đang phảng phất nơi đâu, phía đông phía tây phía nam phía bắc, cha ơi hay là người đang ở đình trường nghề sơn, hay là người đang vui thu nơi cỏ cây sông núi, cha ơi hay cha còn đang nghe cưỡi hạc xe mây, nghe thấy lời của người vợ cùng với các con các cháu anh em thỉnh gọi ba hồn nề bảy phía tóc
chàng về lại lắm mơ hiên thương. Nhất tuần này trăm tiêu, con trai lên rót ba chén rượu để báo hiếu cho cha. Nhất đi tuần nề là tuần nề con rót, rót chén nề, rót chén có rượu mời. Ba hồn nề là hồn bay vía mà để cha về, về rồi cha ai lầm mi là tuần ni là tuần con kèo chén rượu ra. Cha ơi là ơi cha ơi mà để các con cúi chào, cúi chào cha đây là ơi cha ơi. Tám tuần ni là tuần ni con rót, sinh thành ra các kỳ con đi là ôi cha. Phần đi chúc thực anh Cường ơi, em đây là người vợ, em lên xới cơm gắp thức ăn vào bát em mời anh. Anh Cường ơi, ngày ba bữa cơm có vợ có chồng. Anh ơi, vợ chồng nghỉ đi buồn vui san sẻ. Anh ơi, vợ chồng đi đầu gối má kề. Hôm nay sao anh vội dứt tình nghề, anh bỏ em đi. Anh Cường ơi, gian cửa gian nhà để hai vợ chồng vừa mới làm xong mới ở được có hai tháng trời anh ơi. Anh ơi, vất vả long đong suốt cả một cuộc đời. Anh ơi, tưởng đâu từ nay trở đi hai vợ chồng anh ơi được hưởng những tháng ngày an nhàn nề thành thôi. Anh Cường ơi, nhưng ai không ngờ đâu anh lại vội giúp tình. Anh đi mà chẳng giận vợ giận con đi một lời, dù chỉ là một lời đấy anh ơi. Trước bàn thờ em xới cơm em gắp thức ăn vô bát em mời anh đây. Anh ơi, trời đã trưa rồi em mời anh về anh xới cơm. Vợ con các cháu anh em mời anh về anh xới cơm cho đỡ đổi giờ. Em lại rót cho anh tuần nước, dâng cho anh tuần tâm đây. Anh Cường ơi, em rót cho anh tuần nước, em dâng cho anh tuần tâm.
anh về anh xơi cơm xơi nước dùng tâm mê anh ơi kiểu cơm muội hương tàn. Anh ơi người ta đi có vợ có chồng chia sẻ buồn vui, còn từ nay trở đi căn nhà này vắng bóng anh rồi. Anh để lại mình em một bóng một hình, vui buồn nề em biết san sẻ cùng ai đây. Những buổi nắng sớm ban mai thì càng thêm mê trong trời. Anh Cường ơi, trước linh sàn vợ con anh em tay chớp bi gối quỳ. Người vợ cùng cả con đi cả cái cháu anh em đây thì gọi anh nước mắt đi tràn đi hòa. Vắng mỗi anh thôi anh nằm đây chẳng nói một lời với vợ với con. Hôm nay anh em nội ngoại về đây đông đủ như thế này, anh ơi anh bỏ đi đường nào chẳng giận vợ giận con đi một lời. Quả thức ngày lễ tất khúc cung nhị vai, lễ chúc thực cho ông Dương Văn Cường đã xong, xin mời vợ con anh em các cháu để tề tiểu vào hai bên linh cữu.